Cây giống dâu tây Hana đây, hay còn gọi là Tochi Otome ở Nhật đây. Hôm nay vườn tiếp tục xuất giống đi trồng. Ngày đẹp trời, trời mưa. Đây, cây giống vừa đủ tuổi. Trồng thôi, đến lúc trồng dâu rồi. Này, cây giống ở trong vườn ra này. Cười lên cái coi. Đây đặt đặt đây, đặt đây, đặt đây. Đặt đây. Rồi rồi, cảm ơn. Ok rồi. Đây, vị trí này, đây đây đặt đây. Ôi, ôi. Được rồi, ok. Còn mấy sọt nữa chị? 4. 4 sọt. Lá to bằng bàn tay luôn. Đặt đây anh ạ. Lá to bằng tay luôn nhỉ. Đỉnh cao làm giống dâu ấy.